2022-23 là quê Thung Hoa, là hôm nay là đúng là vào tháng 11 cho nên là rét với lạnh rất nhiều, nhưng hôm nay thì hừng nắng đấy mọi người các bạn này. Cho nên là hai ông cháu Thế Thiều và Thung Hoàng sẽ mời mọi người và các bạn xem video lùa gà bằng cát mà để mà bừa cái ruộng hai sao, hơn hai sao đấy mọi người các bạn. Cho nên là trước khi xuống bừa là ông cháu phải chuẩn bị một món ăn để mà lấy sức vào bừa phóng cháu già cho to đây. Dạ. Nổi cho to lên nào. Dạ. Nổi cho to lên này. Bây giờ cháu múc cát ở dưới này, ở dưới dòng bừa lên để ta lóng múc đi. Đưa cái cái này, múc cát lên nhanh đó. Hai múc cát lên. Hòa đấy nha. Rồi múc lên hòa nha, để ông phải bỏ nước trong đây được để mà thang nha. Rồi múc tiếp đi. Đấy. Mọi người thấy ông cháu Thung Hoàng mình cách này chắc có lẽ là mọi người xem cái cách này thực sự cũng có nhiều video ở trên mạng rồi, nhưng mà mọi người làm mỗi cách, nhưng mà cách của ông cháu Thung Hoàng chắc chắn là sẽ đáp ứng với mọi người và các bạn. Đây đổ vào rồi bắt đi. Đấy, còn cái cành đấy mình đổ ra, bởi vì hồi nữa nếu giả như một viên sỏi mà vào trong hay là lửa nó đúng lên là sẽ nổ đấy mọi người các bạn. Cho nên là phải lọc thật sáng vào. Đấy lọc thật sạch vào rồi, được chưa? Rồi một mối nữa, mối nữa. Vì ở đấy thì sàn cát ở cái mương to nó về, cho nên là tuyệt đối là không được cho một viên sỏi nào vào mọi người các bạn nhá. Chứ không hôi nền núng nấu lên á là sỏi với cái đá rú á là nó thế nào. Tí nữa nói to lên, nói to lên để cho mọi người các bạn còn nghe cháu Thế Thiều nhá. Đấy. Rồi, được, để lọc không? Cái này nó đã có lắm rồi. Một cái nữa là để bướt. Cát nhiều luôn. Cát nhiều chứ. Nói to lên để cát rất nhiều. Đấy, đất thì có chắc có lại được rồi. Được rồi. Mày nói cho to lên nha. Rồi, bây giờ thế này, đây, rửa cái thang này đi. Bây giờ là phải lọc nước để cát lại mọi người các bạn nha. Còn hôi nữa bỏ ra vào thì không chỉ là cần không cần đổi nước đâu. Rồi thấy chiều lên đi để cho cái máy nó cũng quay tròn. Rồi cái này chỉ cần lấy khô thế này là mọi người các bạn này. Đây. Lọc hết nước luôn. Đây, không cần nước vì là ông cháu Thung Hoàng sử dụng tức là ga luộc cát mà. Trước khi ông cháu Thung Hoàng cày bừa cái vật ruộng hơn hai sao thế này. Cho nên là ông cháu phải ăn uống cho nó say thoải mái rồi khi nào mới có sức để mà bừa đấy mọi người và các bạn. Đây. Bây giờ đắp, cháu đắp cái này là vừng chưa? Vừng rồi chứ. Rồi bây giờ lại kiêng đâu rồi, lại kiêng vào nhanh kiêng để đúng rồi, bỏ kiêng trên cái thau lại bỏ kiêng nó mới đờ lủ như này rồi nha. Này cầm cái này để mình nhóm cụ này, nhưng mà kiểu khi mà mùi lá là bị bò quẹt thế này là không là mới chỉ kiêng cái là mất ăn đó này. Đó cắn vào rồi quấy này cái nữa đây rồi. Rồi
nhóm củi vào đi. Ui giời, trái chưa? Để lung tung luôn. Nhóm lên, nhóm vào đi. Lấy cái này là giấy bạc cho mọi người các bạn. Con lấy đưa ra đó. Đưa ra đó được ta. Này. Nha, đưa ra bỏ vào đây. Bỏ vào dưới này. Đây. Đó, đưa ra. Này, con bóc ra. Trải ra để ta gùn không hôi nữa. Gùn mấy lớp chứ không là hôi nữa là cạt nó vào đấy. Chụp nó đứt, kéo. Đấy mọi người các bạn này, đùi gà nha. Đây, dừa cầm cái con dừa rồi. Đấy nha, vẫn mày lắm. Rồi, đấy mọi người các bạn này, đùi gà thì bây giờ là phải vẫn mấy lớp, khoan, từ từ nha. Vẫn mấy lớp chứ không hôn là cắt nó vào. Rồi, mở đá. Rồi một từ này một gồm này nha. Rồi để dọc để xuống đi. Rồi ba lớp thì cát nó mới không vào được mọi người và các bạn. Rồi vào đây. Một lớp nữa. Rồi một lớp nữa, lớp như thế. gần bốn lớp giấy bạc cho mọi người các bạn này. Thôi bây giờ ông cháu sẽ bỏ vào nha. Bỏ vào nha. Tấp kính vào. Hai. Cái này là tốt rồi. Rồi chiếu cả. Thôi để vung lại. Khoan, nhen lửa. Lấy mi lửa đâu rồi? Kéo đẩy luôn nhá. Lấy mi lửa đi. Được rồi. Mi lửa đâu rồi? Mi lửa. Đây. Lấy cái mi lửa vào. Rồi. Thôi bật nhen đi. Thôi bây giờ chỉ có đứng chờ thôi mọi người các bạn. Đứng chờ chốc nữa nè. Bỏ cùi vào đi cháu. Cháu thấy kiểu. Rồi. Người thơm chưa? Quá thơm rồi. Quá thơm rồi chứ. Thôi bây giờ dập lửa để ta rinh lên trên này. Đây, trong cái này để rinh ở sát bờ. Để ngồi ăn nha. Chú Thầu. Có cái gì mà nhắc chứ không là đừng kỳ luôn. Đấy rồi. Đến đây. Đấy mọi người. Ngồi xuống. Thơm cực kỳ luôn mọi người các bạn. Không biết là thế này. Hai ông cháu mình mà ăn hết cả cái đuôi gà với cả cái này thì nó mất thời gian để mà bừa không đó. Cho nên bây giờ ông cháu mình chỉ làm một việc thôi nhá. Để lấy sức mà bừa mọi người các bạn. Này con này. Vẫn ngon nha. Ngon thật bình luôn. Mọi người ơi, mời mọi người và các bạn ăn thịt gà với ông cháu Thu Hoàn nha. Nếu xem video này, nếu mọi người và các bạn thấy hay, cho Thu Hoàn xin một like, một chia sẻ
và đăng ký kênh ủng hộ kênh Tung Hoàng mọi người các bạn nha. Anh em mời mọi người nha. Thơm ngon gì đó. Thôi từ từ này nè, bây giờ ông cháu mình xuống để chuẩn bị bữa hay. Mời mọi người các bạn là xem ông cháu Tung Hoàng bữa nha.